Từ đầu chương trình tới giờ, chúng ta đã được lắng nghe những ca khúc đã đi vào kinh điển trong kho tàng các bài hát về Hà Nội. Bây giờ xin mời các bạn đến với một tác phẩm với sắc màu tươi mới hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn mang một âm hưởng rất đặc trưng của Hà Nội, dịu dàng và rất nồng nàn. Sau đây xin mời các bạn đến với ca khúc Nồng Nàn Hà Nội qua giọng ca Hoàng Chí Cường, Nguyễn Trung Dũng, guitar Nguyễn Hùng Tiền. Xin nói thêm một điều, bạn này không phải là MC đâu ạ. Xin chào quý vị khán giả và các bạn khác. Em tên là Hoàng Chí Cường, học ngành Common Engineering. Bên phải em đã làm guitar anh Hồng Tiến, học ngành Mac Icon. Và bạn ở bên ngoài cùng đó là bạn Trung Dũng, học ngành C. Sau đây chương trình bài Nồng Nàn Hà Nội. Dòng người vội vã nối như chiếc xe dài em thêm. Chiều đèn gà ô gương lung linh, ngọn gà hoa
Trường, anh Hùng Tiến và Nguyễn Trung Dũng. Và MC xin có lời giới thiệu thêm là bạn Nguyễn Trung Dũng này cũng giống như các bạn cùng tên khác là một người rất đa tài. Và chúng ta sẽ gặp lại bạn này trong một tiết mục khác sắp tới.